Ông Nguyễn Thanh Sơn, vụ phó vụ pháp chế cho biết, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông để xây dựng quy trình xử lý như hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo đối với nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng KOL, vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục. Theo đó, những trường hợp nghệ sĩ, người có ảnh hưởng vi phạm bộ quy tắc ứng xử cho người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, không trung thực trong quảng cáo, cung cấp sai thông tin tới công chúng, thì ngoài xử lý theo quy định pháp luật, hai bộ đưa vào diện xem xét kiểm soát hạn chế hình ảnh hoạt động. Ông Nguyễn Thanh Sơn thông tin, hiện đã làm xong dự thảo, lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các cấp có thẩm quyền, chỉ còn chờ phê duyệt. Dự kiến cuối năm nay sẽ xong việc này. Đối với những trường hợp nghệ sĩ, người nổi tiếng đã tham gia quảng cáo mà không kiểm chứng chất lượng sản phẩm, cơ quan nhà nước sẽ đưa ra những chế tài chặt chẽ hơn, bởi việc này có tác động đến nhiều khách hàng vốn yêu quý nghệ sĩ.